Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình có thời gian mình làm một cái video hướng dẫn cho các bạn về cách chúng ta lấp những cái khoảng trống các nốt, các cái phách từ 2 phách trở lên trong một cái bản nhạc thành ca. Thì có nhiều bạn cũng thắc mắc, có hỏi mình như vậy. Thì hôm nay mình sẽ lấy ví dụ cụ thể một hai bài gì đó để mình hướng dẫn cho các bạn luôn nhé. Rồi ví dụ như ở đây mình lấy cái bài Con Xin Dâng Mẹ đấy, các bạn nhìn vào nhá, đây là bài này hợp âm son trưởng. Rồi cách xác định hợp âm thì đã có video hướng dẫn cho các bạn rồi, các bạn xem nhá. Rồi các bạn để ý xem ở đây có những cái đoạn nào nghỉ dài từ 2 phách trở lên. Đây, từ mẹ này là từ 2 phách trở lên, nó có 3 phách đúng không? Nó đấy. Rồi, từ hiền này 3 phách này. Rồi, từ yêu này 2 phách này. Rồi, từ an 3 phách này. Rồi, những cái đoạn này thông thường chúng ta đềm á thì chúng ta sẽ giữ nguyên đàn như vậy, khi cái đoạn hát thì chúng ta không đềm gì thêm. Như vậy nó sẽ tạo một cái khoảng trống rất là lớn trong cái bài hát. Vậy thì các bạn phải làm như thế nào để cho cái việc chúng ta đềm cho nó lyric, được gọi là lyric ấy, từ đầu đến cuối, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Đầu tiên, cách đầu tiên là cách thông dụng nhất mình cũng thường hay dùng, đó là cái khoảng trống này, để lấp cái khoảng trống này thì các bạn sẽ đánh những nốt nào và các bạn sẽ làm như thế nào. Thì các bạn sẽ dùng cái ô nhịp phía đằng trước, ô nhịp phía đằng trước, cái ô nhịp phách dài đây thì các bạn lấy những nốt của ô nhịp phía đằng trước, các bạn đềm lại, các bạn tức là các bạn chơi nốt lại những cái nốt này để bù, tức là để lấp đầy cái chỗ trống của cái này. Khi các đàn hát đến đây thì họ sẽ ngân và nghỉ đúng không? Thì chúng ta đàn thì lúc này sẽ là việc của đàn sẽ lấp cái chỗ này bằng cách đàn sẽ đềm cái dãy nốt vào ô của cái ô nhịp phía đằng trước. Đấy, mình đềm các bạn xem nhá. Mẹ ơi thương nhân mẹ con dâng về mẹ đấy. Mẹ con dâng về mẹ nhá. Mi son son mi mi re thì là mẹ ơi chứng nhân mẹ con dâng về mẹ con trăng đấy. Các bạn phải lưu ý như thế này, khi ở đây chúng ta phải đềm làm sao để cho nó vừa nhịp vừa đủ phách để cho các đoàn họ vào luôn, chứ chúng ta đàn mà chúng ta đềm dài quá thì các đoàn họ sẽ không lấy được nhịp mà sẽ vào sai nhịp nhé. Ở đây 3 phách thì các bạn đềm cái lấy cái dãy nốt đầu tiên này là nó 2 phách rồi, còn phách cuối cùng thì các đoàn họ sẽ tự đánh nhịp và họ vào một tràng hoa luôn nhé. Rồi mi son son mi re đúng không? Rồi các đoàn sẽ mẹ ơi chứng nhân mẹ con khi vào cái từ mẹ là chúng ta đềm hợp âm vào là nó đã mất đi một nhịp rồi, chỉ còn 2 nhịp nữa thì chúng ta sẽ đềm cái ô nhịp đằng trước. Tổng của giá trị của ô nhịp này là cũng 2 phách đúng không, vì nhịp 24 mà đấy, 2 phách thì chúng ta đềm hẳn cái ô này. Ơi chứng nhân mẹ con dâng về mẹ đấy, chúng ta đềm, hoặc là chúng ta có thể đềm ná ná giống như cái ô nhịp đầu cũng là từ trước đó cũng được, chứ cũng cần phải giống 100% như vậy, kiểu như vậy nó sẽ lấp đầy được khoảng trống và nghe rất là hay. Rồi đó là xong một đoạn nhá. Rồi chán chưa tình yêu hoa mắt coi vào ngàn lời ca, chán chưa tình yêu. Tình yêu ở đây có tất cả cũng 3 phách nghỉ, đây nốt trắng và nốt đen. Thì từ yêu thì chúng ta đềm hợp âm vào là nó mất đi một nhịp rồi, vậy nó chỉ còn 2 nhịp thì chúng ta lấy cái ô nhịp phía đằng trước, các cái nốt la si do si la si ấy rằng rất là hay đúng không? Nó sẽ lấp đầy được khoảng trống và nó xào tạo cái sự logic cho mình, nó không bị trống quá ấy.
môn trần hóa môn cồn vâng ngàn lời ca chân chúa tình yêu lời con tiếng ca hòa dâng lên mẹ hiền từ ngàn hoa thắm tươi xin dâng lên mẹ thương yêu ấy. Các bạn cũng có thể biến tấu làm sao để cho nó phù hợp với cái cao độ ấy. Ví dụ như ở đây họ người ta là nghỉ ở nốt si đúng không? Thì các bạn đánh nốt nào cũng được, nhưng mà các bạn đưa về nốt si cũng được. Lần lần lời ca chan chưa tình yêu ấy, nốt si cuối đấy đấy. Hoặc là các bạn đúng dễ hơn thì các bạn cứ việc lấy cái ô nhịp trước, cái ô nhịp nghỉ đó, lấy tất cả các nốt đó chúng ta đẩy vào. Đấy, ví dụ như đau tan thua tình yêu là si, là si. Đấy si si và ngàn lời son 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 là si, đó si là si. Giờ thì là người có chân chưa tình yêu. Đấy, rất là đơn giản. Các bạn chỉ cần biết là chúng ta lấy cái ô nhịp đầu tiên các bạn. Và tương tự không chỉ bài này và nhiều bài khác không phải. Các bạn cứ việc lấy hẳn cái ô nhịp phía đằng trước, cái ô nhịp ở đằng sau nó, và các nốt ở trong cái ô nhịp đằng trước chúng ta cất lên. Nhưng mà chúng ta phải lưu ý là chúng ta phải tuân thủ cái phách cái nhịp của hắn của nó nhé. Tức là nó là nốt đơn thì chúng ta phải đánh nhịp thế nào, và nốt đen chúng ta phải đánh nhịp như thế nào. Rồi là chúng ta cất làm sao để cho kịp cái tốc đầu nhá. Ở đây là ba phách thì các bạn làm sao các bạn cất làm sao để cho nó đủ ba phách. Nó phải đủ ba phách thì lúc đó là chuyển sang ô nhịp khác rồi. Chứ chúng ta nhiều bạn là học cái này hay bị lỡ ở cái đoạn là chúng ta cất dài quá, chúng ta hơi trầm nhịp quá thì nó sẽ gây trật nhịp cái đoạn khó vào. Mình ví dụ nhá. Ơi chúc nhan mẹ con đang về mẹ, đó về mẹ đơn tân. Khi về mẹ là ấn vào đó một phách rồi, chỉ còn hai phách sau nữa. Hai phách sau nữa thì chúng ta phải cất liền, chúng ta đừng chờ lâu quá thì nó sẽ bị trật nhịp. Và chúng ta lấy hẳn cái ô nhịp này và cho luôn đủ hai phách luôn. Mẹ ơi chúc nhan mẹ con đang về mẹ. Đấy, môn trầm hoa. Các bạn cứ chơi như vậy. Rồi, đó là một cái cách các bạn lấp cái khoảng trống thứ nhất. Cách thứ hai. Cách thứ hai thì nó có khó hơn một tí, đó là các bạn feel. Cái kiểu feel mà các cái bài hướng dẫn trước mình cũng đã nói cho các bạn, đây là cái feel này. Đó, khi chúng ta chạy tay. Chậm cho các bạn nhé. Ví dụ như ở đây bài con dâng về mẹ, các bạn ý không thích là chơi theo kiểu này, các bạn muốn kiểu feel thì cũng được, không sao, một trong hai cái. Nhưng mà mình khuyên các bạn thì cất theo cái này thì nó hay hơn này. Còn kiểu feel ở đây thì bạn nào muốn chơi thì chúng ta feel. Con dâng về mẹ môn trần ấy, con dâng về mẹ. Ví dụ như đây, các bạn cái cách phiêu rất là đơn giản thôi, đó là nó hợp âm nào thì các bạn phiêu hợp âm đó. Đây là âm rê trường 7 đúng không, thì các bạn phiêu ở rê trường cũng được, mà phiêu ở rê trường 7 cũng được. Ở đây mình phiêu ở rê trường 7 nhá, rê trường nhá, rê trường mà hợp âm rê trường thì các bạn cũng học rồi, đó là rê pha la rê đúng không. Ở đây là son trường cho nên nó có pha thăng này, các bạn thấy nốt pha thăng không? Thấy cái dấu khóa pha xăng không? Đấy, pha xăng. V
Vậy thì tay trái của chúng ta sẽ ấn hẳn hai cái nốt này, cái nốt này quang tam, và chúng ta ấn hẳn cái nốt rê đờ này, và tay phải thì nhiệm vụ là ấn ba cái nốt phía đằng sau của nó thôi, đó là pha tăng si rê. Thì chúng ta muốn phiêu dài ấy, thì chúng ta phải ấn từ dưới này lên, thì chúng ta chạy cái đàn của chúng ta là khoảng tầm 3 tầng là chúng ta vừa đủ 3 nhịp từ mè ấy, từ mè là 3 nhịp thì chúng ta chạy 3 tầng thì vừa đủ 3 nhịp. Đấy, chúng ta cứ chạy lặp lại 3 lần như vậy, đó là pha la rê pha la rê pha la rê thật nhanh. Làm sao cho đủ nhịp thì chúng ta sẽ tạo nên một cái feel và lấp khoảng trống rất hay. Mẹ ơi chốn nhân mẹ con đây mẹ, một chàng ấy có thể các bạn feel chậm lại cũng được, con về mẹ ấy, các bạn feel làm sao các bạn căn để cho đủ 3 nhịp ở các đoạn họ vào nhá. Cái quan trọng á, chúng ta lấp khoảng trống không phải là chỉ để cho nó logic cái bài, mà thứ hai nữa để cho các đoạn họ dễ lấy nhịp họ vào. Các bạn phải tuân thủ ở chỗ này, nếu như các đoạn họ các bạn phim mà các bạn không lấy được nhịp để vào thì các bạn thất bại ở chỗ này, thì các bạn phải tập nhiều hơn, các bạn tập nhiều hơn nữa để cho thành thạo cái đoạn này, bởi vì cái này rất là khó. Mình thử lại nhá. Mẹ ơi chúng nhân mẹ con, có chảy 3 lần trở đi trở lại 3 nốt đó đây. Đó, đây là âm rê thứ. Mình ví dụ đây là âm đô trưởng thì các bạn cũng chảy như vậy thôi. Các bạn cứ việc chỉ biết là hợp âm đô trưởng là những nốt gì, thì nốt đầu, nốt đô bậc 1 thì luôn luôn là tay trái này, còn tay phải là 3 nốt còn lại này, mi, son, đô này. Đúng không? Thì các bạn cứ việc chảy từ dưới này lên. Rồi, mi, son, đô. Mi, son, đô. Mi, son, đô. Rồi, các bạn chảy. Rồi các bạn cứ tập từ từ ấy, các bạn cứ tập từ chậm đến nhanh. Ví dụ như cái đoạn mẹ hiền thì các bạn muốn phiêu cũng là rê trưởng thì các bạn phiêu rê trưởng, rê trưởng 7 cũng được, rê trưởng cũng được. Để đây mình phiêu ở kiểu hợp âm rê trưởng nhá. Đời con tiếng ca hòa dâng lên mẹ. Đấy, các bạn phiêu làm sao để cho đủ nhịp là được. Thương ngàn đấy, các bạn kết hợp giữa hai cái điều lấp khoảng trống, đó là kiểu phiêu và kiểu lấy cái ô nhịp đầu tiên, thì các bạn kết hợp nhuần nhuyễn hai cái này với nhau, đảo với nhau, thì trong một bài hát chúng ta sẽ tạo nên bài hát rất là hay đó. Trong khi an vui con vang lên về về phía trên phong tròn. Đây một là chúng ta phiêu như vậy, đây là hợp âm son trưởng nhá. Đấy, các bạn cứ hợp âm nào thì các bạn cứ hợp âm kết nghỉ ở nốt nào thì chúng ta cứ phiêu ở hợp âm nốt đó thôi. Hoặc là chúng ta ngoài yêu mến chúng ta không phiêu kiểu này thì chúng ta có thể cất lấy cái ô nhịp đầu tiên, để chúng ta cất ô nhịp đầu tiên là la son fa son si. Đó, ân ơi con dâng lên mẹ, lời nói nhìn con còn đấy, rất là đơn giản như vậy. Chúng ta có cái hai kiểu đó thôi. Ơi con vào có thể kết hợp hai cái feel, tức là hai cái lớp quảng trống này vào một một cái. Ví dụ như thông thường thì kết hợp nó vào cái chỗ
kết của phần điệp khúc ấy, tức là kết bài ấy, thì chúng ta kết hợp cả hai cái cũng được. Chúng ta cất xong thì chúng ta lấy cái ô nhịp đầu tiên chúng ta cất người đời những gian chân mẹ dễ ủi ăn, mẹ ơi đó, như vậy cũng được. Chúng ta kết hợp hai cái này lại. Thông thường thì ở cuối bài hát thôi, ở cuối bài hát thì chúng ta mới kết hợp hai cái này, bởi vì lúc đó thì nhịp nó dư thừa. Thì chúng ta nếu như chúng ta mà trật nhịp thì các đàn họ vẫn lấy được. Thì đó, như vậy thì các bạn cứ tập từ từ và tập chậm thôi, không cần, chúng ta không cần phải vội, ở vì cái này á, nó yêu cầu chúng ta, thứ nhất nó cần đánh, nó cần biết cách lấp khoảng trống để rồi tạo sự logic trong cái đềm đàn phùng vù giữa đàn với người hát. Thứ hai nữa đó là cái khó của chúng ta, đó là tuân thủ nhịp phách. Khi chúng ta một là feel hoặc là chúng ta đềm cái ô nhịp phía trước cái đoạn nghỉ đó, thì chúng ta phải biết cái đoạn nghỉ đó nó có bao nhiêu nhịp và chúng ta phải đềm ở tốc độ nào để cho nó đủ cái nhịp đó, đủ cái nhịp đó nhé, để cho các đoàn họ vừa xong, khi chúng ta đánh xong là các đoàn họ vào được ô nhịp tiếp theo luôn, chứ không để cho các đoàn họ trật nhịp. Và ví dụ như ở đây mẻ này thì họ nghỉ có 3 nhịp và chúng ta phiêu dài quá, chúng ta phiêu hoặc là chúng ta đềm cái nó trầm quá là thành thử nó kéo dài mất 4 nhịp chẳng hạn, 5 nhịp chẳng hạn, lúc đó là trật mất nhịp rồi, thì bài hát nó sẽ bị phá và các đoàn nó sẽ không bình tĩnh trong việc điều phối nữa. Thì cái việc á, ca đoàn hát có hay không, ca đoàn hát có hay không thì phụ thuộc vào đàn sĩ, cái đó là điều đương nhiên trong cái đàn phục vụ nhá. Các bạn lưu ý, thì nếu như các bạn đàn dự thì ắt hẳn ca đàn của các bạn sẽ không có cái hứng, tức là khẽ không có cái động lực và không có cái, tức là không có một cái gì đó làm cho các đoàn họ hứng khởi để họ hát. Cho nên đàn nếu như chúng ta tập nhiều, nhuần nhuyễn nhiều thì chúng ta sẽ chuyên nghiệp nhiều và chúng ta sẽ đềm được. Đấy. Chúc các bạn thành công nhé. Nếu như bạn nào muốn học đàn online hay là muốn mua cái bộ lộ trình học đàn từ A đến Z, nếu chúng ta không có thời gian thì chúng ta mua bộ này thì liên hệ với mình, thì các bạn sẽ mua bộ đó và các bạn học. Thì đảm bảo với các bạn là nếu các bạn kiên trì, chúng ta sẽ học được đềm đàn phùng vù chưa đầy 2 tháng thôi. Chào tất cả các bạn, chúc các bạn thành công.